Ngày 4 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tư số 24 sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định trong quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy. Thông tư mới quy định bổ sung đối tượng ưu tiên vào đối tượng 03 gồm bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thông tư, đã có nhiều ý kiến cho rằng quy định này không thực tế với hiện tại, bởi nếu bà mẹ Việt Nam anh hùng có dự thi đại học thì cũng ở độ tuổi xế chiều. Để làm rõ thêm về vấn đề này, Dân Trí đã có cuộc trao đổi với ông Tạ Văn Thiều, Cục trưởng Cục Người có công. Ông Thiều cho biết: mà người con đấy là gì? Thi bao mẹ là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thế vậy bây giờ có trường hợp một cháu bé, một thiếu niên muốn giúp cảm cứu người cứu tài sản mà nó chết đuối thế này, nó được xác nhận là gì? Nó chưa đến 10 tuổi. Và cái người mẹ mà đẻ ra cháu 18 tuổi đẻ ra cháu thì chưa đến 10 tuổi, bà mẹ chưa đầy 30 tuổi thì bà mẹ Việt Nam anh hùng. Như vậy là gì? Tức là nếu như mà xét nhá, xét tuyên dương một bà mẹ Việt Nam anh hùng, có thể là phong tặng, có thể là truy tặng, nhưng cái bà mẹ đó về mặt lý thuyết có thể là một bà mẹ chưa đến 30 tuổi. Liệt sĩ là ai? Liệt sĩ là người là bất kỳ người nào, không kể tuổi tác, không kể dân tộc, không kể kinh nghiệm, tùy hành động ở đánh giá. Tức là bây giờ một lời ví dụ dũng cảm cứu người cứu tài sản mà chết thì sẽ là liệt sĩ. Có nghĩa là cái quy định của Bộ hoàn toàn phù hợp với cái toàn hoàn toàn quy định của pháp luật. Cũng theo ông Thiều, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng thông tư đã không xin ý kiến đóng góp của Cục Người có công, nên đã dẫn đến một số điểm bất cập. Cụ thể ở đối tượng 04, thông tư đã bổ sung thêm một số đối tượng được hưởng chính sách, dẫn đến hàng triệu thí sinh sẽ được hưởng chính sách này. Mấy triệu người mà con của họ mà được ưu tiên như là con liệt sĩ, con thương bệnh binh các thứ ấy thì mấy triệu người. Tức là những cái người mà tham gia kháng chiến, tham gia bảo vệ, xây dựng bảo vệ tổ quốc, được nhà nước khen tặng huân chương, huy chương kháng chiến thì có thời gian 2 năm mà chiến trường nó mới được. Đấy thì bây giờ cái diện là mấy triệu người. Mà ưu tiên hết như này thì để giáo dục của mình thôi, cái lúc mà nó cao bằng hết rồi, tất cả đều ưu tiên cái gì mà mũi nhọn, cái gì hàng đầu rồi thì làm gì có hàng cuối nữa. Làm rõ về chính sách bổ sung này, ông Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: trước hết là phải nói rằng là khi xây dựng cái thông tư sửa đổi bổ sung cái đối tượng ưu tiên trong cái quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013, ban soạn thảo thông tư thì đã cân nhắc rất là kỹ những cái vấn đề này. Thì cái việc mà thực hiện cái pháp lệnh đối với người có công và nghị định của chính phủ thì chúng ta cần phải bao quát tất cả các đối tượng. Tuy nhiên rằng là cũng có một cái vấn đề đặt ra rằng là có thể số lượng các em thí sinh mà thuộc đối tượng ưu tiên này khá đông. Thì chúng tôi nghĩ rằng là sau một thời gian thực hiện cái thông tư này thì chúng ta sẽ có một cái tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm. Còn để thực hiện vào năm 2013 thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các nhà trường căn cứ vào cái điều kiện cụ thể, cái năng lực học tập cụ thể của các cháu thuộc cái diện đối tượng này mà có những chính sách chỉ đạo bồi dưỡng kiến thức cho các cháu để đảm bảo được cái mặt bằng chung và chất lượng đào tạo. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái năm đầu tiên thực hiện cái pháp lệnh cũng như là thực hiện cái nghị định của chính phủ hướng dẫn thực hiện cái pháp lệnh. Thì ban chỉ đạo, ban soạn thảo của Bộ Giáo dục Đào tạo thì đã cố gắng được thực hiện bao quát các đối tượng, và chúng tôi hy vọng rằng là những năm thực hiện này thì sẽ thể hiện được một cái sự ghi nhận những đóng góp của những người có công và sẽ có những cái giải pháp phù hợp với lại từng cái đối tượng để đảm bảo được cái chất. Thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công là điều cần thiết, nhưng làm sao để các chính sách này đi vào cuộc sống và đảm bảo sự công bằng giữa các thí sinh dự thi là điều Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải tính toán kỹ lưỡng.